Rồi chào bố nha, hôm nay giới thiệu bà con cối khay sắt lúa gạo thành phẩm luôn nè. Nghe là từ lúa thành gạo ăn được luôn đó. Đây là tách cám riêng, chấu riêng, toàn bộ riêng nha. Đây chấu riêng nè, cám riêng, chấu càng riêng, tách riêng hết. Tách riêng toàn bộ bà con dễ sử dụng. Đây nguyên bộ, hai bộ nó gì đây. Hai bộ motor riêng luôn nha, cho nó nhẹ. Ba ngựa motor 3,7 kg là 5 ngựa là xài được nè. Hai cái motor gia đình 220V nè. Cái đấu là xài thôi, sẵn hết cho bà con nè. Giờ cái này tiện đó, bà con cám riêng, chấu riêng, đầy đủ riêng hết, tất cả đều riêng, phụ tùng linh kiện đầy đủ nha. Đây. Đó, hai bộ này con về trà ăn, trà gia đình với trà dịch vụ được rồi đó. Cái này là trà dịch vụ là ok rồi đó. Hai bộ này gia đình xài được, khỏi câu điện, khỏi câu ba pha bốn pha, vậy gia đình mình sao cứ xài vậy thôi. Mua to này tốt luôn nè, Gen Money luôn nè, theo nghệ của Đức luôn nè. Năm ngựa là xài vô tư. Con cái bộ này là xài gia công, gia đình mình ăn lúa tươi khỏi mua luôn. Bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đây là điện gia đình nha bà con. Điện 220 gia đình nha. Bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Hai cái này là thành phẩm được đó, từ lúa thành gạo được luôn rồi đó, ăn được luôn rồi đó. Con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707.